chào anh em đã quay trở lại với kênh Hoàng Vãi nha anh em. Hôm nay bên em mới sưu tầm thêm cho anh em được một cây cưa Sixteen 192T MS. Cây này là bao đẹp, bao mới cho anh em nha. Con này là như máy đập hộp luôn nha. Đó. Không có gì phải chê cho cây này luôn. Bao đẹp, bao mới. Con này như máy thùng luôn anh em. Viết tông còn trắng phao, không có gì phải lăn tăn cho cây này nha. Đó, dưới đây là dòng cưa nhỏ cắt cành của Estin anh em nhé, chính hãng. Đó, con này là anh em sử dụng cắt cành thôi. Còn anh em nào mà cưa chuyên nghiệp, anh em cưa khai thác cây to đồ là hơi nó yếu anh em nhé. Con này chỉ nhẹ cắt cành trên cao, cắt những cái cành nhỏ thì cực kỳ ngon luôn, siêu phẩm dòng cưa tay cụt anh em nhé. Đó, siêu bền, máy đẹp như mới. Đây anh em, mã số đồ đây. Anh em, mã số máy đây nha. Đó, tem mác còn chưa có bay một chữ nào anh em nhé. Đó, máy cực ít xài. Đó, trọng lượng siêu nhẹ. Con này làm có dài được 35 phân, sử dụng được 30 phân nha anh em nhé. Rồi, con này nòng của nó là cỡ khoảng 37 ly. Mà công suất của nó rất là mạnh. Đây em sẽ cân cho anh em xem, cân ký cho anh em xem. Đó, con này trọng lượng của nó là 3,5 kg cả lam xích nha anh em. 3,5 kg cả lam xích. Đó, máy đẹp cực kỳ luôn, siêu mới luôn. Rồi, em sẽ nhét nổi cho anh em xem. Máy Estin 192T. Ít khi gặp một cây đẹp như này em nhé. 192T nó đã hiếm rồi. Mà dòng 192T mà còn đẹp như này thì hơi bị hiếm đó luôn anh em. Đó, con này thì nó có máy mới đập hộp anh em nhé. Mới đập hộp của nó thì giá nó tầm khoảng 9 triệu. Đó, đây là dòng Estin chính hãng của Đức. Hàng này thì anh em không có máy Trung Quốc nha. Đó, con này thì không có dòng margin China như kiểu là 180, 170. Là máy chỉ của Đức thôi anh em nhé. Con này máy order về là tầm 9 triệu hơn anh em. Đó. Mà giá máy bãi thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Máy bãi mà đẹp như này thì còn rẻ hơn nữa anh em. So máy mới thì anh em mua máy này rất là lợi hơn nha. Đó, máy mới thì thực ra là ai làm chuyên nghiệp làm ra nhiều tiền, kiếm ra tiền thì mới mua được mấy cái cây đấy anh em. Còn anh em nào mua xài ít, xài gia đình, hoặc là anh em cắt chuyên nghiệp, nhưng mà anh em mua những cây máy như này vốn bỏ ra, mình bỏ ra rất ít và nhanh thu hồi vốn hơn nha. Đó, Estin MS 192T đẹp như trong thùng luôn. Rồi, ai có nhu cầu mua những cây máy như này, em liên hệ qua bên Hòa Máy Bãi nha em nhé. Hòa Máy Bãi chuyên sưu tầm những cây cưa Estin siêu đẹp, siêu mới cho anh em. Đó, số điện thoại Zalo là 0345050399. Đó, Facebook là Hàng Bãi Nhật anh em nhé. Rồi YouTube là Hòa Máy Bãi. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp Hoàng để nhận video mới nhất của Hoàng. Và anh em nào đã đăng ký kênh rồi thì anh em bật thông báo lên để xem những cái video mới, những cái cây máy đẹp của Hoàng sưu tầm về anh em nhé. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo của Hoàng.